Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, các chuyên gia phong thủy học cho rằng ngũ quan trên gương mặt có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của một con người, đặc biệt là đối với người phụ nữ. Thoạt nhìn qua gương mặt, các nhà tử vi học có thể đưa ra suy đoán về cuộc đời người đàn bà trong tương lai, liệu sẽ sang giàu phú quý hay nghèo hèn khổ đau. Một lẽ tất nhiên đã sinh ra làm người phụ nữ chân yếu tay mềm, ai cũng mong muốn mình sẽ được bình yên nơi bến bờ hạnh phúc. Nhưng liệu bạn có phải là một trong những người phụ nữ may mắn được hưởng hồng phúc trời ban hay không? Không thể quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đàn bà có 7 đặc điểm này số rất sướng, càng già càng giàu có và may mắn. Theo nhân tướng học, một người phụ nữ có những nét đặc điểm sau rất dễ trở nên giàu có, gia đình êm ấm và hạnh phúc. 1. Vầng trán cao và rộng, tướng hoàng hậu. Xem tướng phụ nữ nhận định, người có phần trán cao và rộng là người phụ nữ rất tâm lý và chu toàn, làm việc cẩn thận, vượng vận quý nhân và dễ có trí tuệ hơn người, tài năng xuất chúng. Xếp hạng họ có tướng hoàng hậu là bởi lẽ họ rất phúc phần, may mắn, hanh thông trong sự nghiệp, nhiều khả năng làm nữ cường nhân khi tuổi đời ngoài 30. Điểm cộng ở một số công sở là họ có mạng lưới xã giao rộng khắp, nên dù không quá giỏi giao tiếp nhưng họ luôn nói chuyện thành khẩn và hành xử chân tình nên được lộc tiền khá là nhanh. Nếu gặp được cấp trên biết nhìn xa trông rộng, biết khống chế và làm chủ toàn cục, họ sẽ dễ nắm những vị trí quan trọng, vừa là cánh tay phải của người cầm đầu, vừa khéo léo điều hành cấp dưới làm việc hiệu quả. 2. Sống mũi cao và thẳng, tướng công chúa. Người nữ có sống mũi cao và thẳng trong nhân tướng học và xem tướng phụ nữ nhận thấy, họ dễ có mệnh quý nhân, được yêu chiều và trân trọng như nàng công chúa. Ví họ có tướng mệnh vương giả trong cung đình là bề lẽ, mũi trong xem tướng mặt chính là cung tài bạch, chủ cho tài lộc của mỗi người. Nữ giới có phúc phần mới có thể sở hữu phúc tướng hơn người này. Nếu hôn nhân vượng vận, gặp đúng chân ái của cuộc đời, họ sẽ dễ lấy chồng đại gia, thay đổi hoàn toàn về kinh tế và vận mệnh sau khi yên bề gia thất. Điều kiện để có được bước sang trang mới của cuộc đời là cần năng làm việc thiện, tích đức cho bản thân và gia đình. Tốt nhất nên kết hôn muộn khi gần 30 tuổi. Người phụ nữ này nếu xuất thân trong gia đình giàu có thường sẽ có lộc tiền bạc khi ngoài 25 tuổi. Chỉ cần chịu khó chăm chỉ làm việc thì tiền đồ rộng mở, nhưng đa phần họ sẽ lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng sau khi kết hôn. 3. Tướng mặt của người lãnh đạo. Người có tướng lãnh đạo làm chức cao có địa vị trong xã hội là người có hai tay áp sát đầu, môi góc cạnh, cân xứng, nhân trung sâu và có hình tam giác. Người này vô cùng thông minh, sắc sảo, có trí óc tuyệt vời, họ tài năng hơn người, thành công trong sự nghiệp khiến ai cũng nể trọng. Hơn nữa trong nhân tướng học, người phụ nữ mà có đầu mũi to, đầy đặn, phần thịt hơi rủ xuống là người thật thà, có ý chí kiên cường, thẳng thắn, luôn đặt mục tiêu cho tương lai và làm mọi cách để đạt được nó. Cũng nhờ bản tính này mà họ trở thành trụ cột trong gia đình, là cánh tay đắc lực hỗ trợ kinh tế gia đình cùng chồng. 4. Người phụ nữ mạnh mẽ có tướng vượng phu. Theo nhân tướng học thì người phụ nữ mạnh mẽ có mặt chữ điền, gương mặt thô hai cằm, họ không thích dựa dẫm vào người khác, thường tìm cách tự mình giải quyết mọi chuyện. Người này dù có kết hôn rồi cũng tự lực cánh sinh, ít khi nhiều vả trong việc gì. Người này nếu có vầng trán rộng cao, môi trên dày thì rất trung thủy, một lòng vì chồng yêu thương và dạy dỗ con cái rất tốt. Họ sống có trách nhiệm, quy củ, không sợ khó khăn hay công việc nặng nhọc. Ngoài ra, những quý cô này thường có hai cằm trông cầm rất đầy đặn, tròn trịa, không chỉ dễ dàng hòa hợp với môi trường mà còn thông minh, khéo léo và thấu hiểu lòng người. Người xưa đã có câu dùng để mô tả về kiểu người phụ nữ như này: phong hàm trọng di, vượng phu hương gia, nghĩa là nếu cằm đầy đặn, hơn nữa còn có hai cằm thì chính là tướng mạo vượng phu. Chỉ cần quý ông nào cưới được người vợ như vậy, chắc chắn gia đình sẽ vô cùng hạnh phúc và êm ấm. Bởi vì phụ nữ sở hữu phần cằm tròn, đầy đặn, thường mang trong mình đầy đủ phẩm chất, công dung ngôn hạnh, biết chăm sóc người thân, hơn nữa lại rộng lượng ôn hòa, đôn hậu và có thể bầu bạn đến già. 5. Tướng mặt của người ai gặp cũng yêu. Người phụ nữ sở hữu tướng mạo này thường có lông mày lá liễu, ánh mắt sáng long lanh, tóc mềm mại, hấp dẫn. Đây là người có đường tình duyên đào hoa, nhiều người phải thầm thương trộm nhớ, họ trong sáng, hiền từ và lương thiện. Kể cả sau khi đã kết hôn, họ vẫn được nhiều người yêu quý, dành nhiều tình cảm. Bên cạnh đó, khuôn mặt mà hình chữ điền thì chứng tỏ họ là người rộng lượng, suy nghĩ chu đáo, biết chăm lo cho gia đình, quan tâm tới bạn bè và thích giúp đỡ họ. Vì vậy, người đàn ông nào lấy được họ sẽ có tất cả trong tay, có thể yên tâm chuyện gia đình mà gây dựng sự nghiệp. 6. Tướng mặt của người phú quý tự tới.
Người có mệnh phú quý tài lộc thường có sái tai to, dày, đầy đặn như tai Phật, càng to càng tốt, phần cằm đầy và nhân trung dài sâu. Họ có số mệnh cuộc đời rất tốt, sống trong sung sướng từ khi sinh ra. Vậy nên theo nhân tướng học cho rằng những người có sái tai như vậy thường là người có vận mệnh tốt đẹp. Vấn đề tiền tài và sức khỏe của phụ nữ có sái tai dày đều khá tốt. Không chỉ bản thân có phúc khí, những người phụ nữ này còn có thể đem lại vượng khí cho gia đình. Gia đình nhờ phúc phần của họ mà được hưởng cơm no, áo ấm. Nếu họ là người có tấm lòng lương thiện, tốt bụng thì sẽ càng nhận được nhiều vận may hơn nữa. Đồng thời họ là người hiền lành, biết kính trên nhường dưới, sống thân thiện, hòa hợp nên được lòng nhiều người. Phụ nữ có giọng nói ngọt ngào là người sống giàu tình cảm, một lòng một dạ cho gia đình. Người này càng về hậu vận càng nhiều tiền, giàu sang phú quý không ai bằng. 7. Phụ nữ có tướng môi, trái tim. Những nhà nhân tướng học khẳng định bất cứ ai sở hữu đôi môi trái tim đều nên cảm thấy hạnh phúc và may mắn, vì đó chính là biểu tượng của sự quyến rũ và gợi cảm. Những cô gái này từ bé đã luôn được mọi người yêu mến, khi trưởng thành sẽ có nhiều người theo đuổi. Họ có đầu óc nhanh nhạy, tinh tế, cuộc sống gặp nhiều may mắn và có sự nghiệp thành đạt. Nếu đường viền môi rõ nét, đôi môi luôn căng mọng, không nứt nẻ, nụ cười hiền dịu, không bị hở lợi thì chắc chắn người này sẽ có hậu vận sung sướng. Sau khi yên bề gia thất sẽ không phải lo nghĩ chuyện tiền nong, vượng phu ích tử, gia đình êm ấm. Vâng, thưa quý vị, người xưa coi việc dựng vợ gả chồng là chuyện lớn của cả một đời người và thường do ông mai bà mối sắp đặt. Vì lẽ đó, có nhiều người thường đặt nặng việc xem tướng mặt phụ nữ và đặc biệt kỵ những cô gái có tướng khắc chồng hay còn gọi là tướng sát phu. Theo nhân tướng học và kinh nghiệm dân gian, dưới đây là 10 nét tướng mạo của người phụ nữ khắc chồng. Quý vị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé! Đôi mắt hình móc câu, gian trá không thành thực. Đôi mắt cong và vểnh ở đây nghĩa là phần đôi mắt bẩm sinh đã tạo thành đường cong và vểnh lên so với tổng thể đôi mắt của người phụ nữ. Phụ nữ có đôi mắt như trên cùng với con người to tròn, linh hoạt, mắt hay đảo đi đảo lại, bị cho là không trung thực, giảo hoạt. Trong cuộc sống nói chung nên cẩn thận với phụ nữ này vì họ hay ném đá xấu tay với đồng nghiệp bạn bè. Trong tình yêu thì hay chơi trò bắt cá hai tay để có thể lựa chọn ra người đàn ông phù hợp với mình. Lấy người này làm vợ, e rằng cuộc sống hôn nhân sau này sẽ có nhiều sóng gió. 2. Mũi quá nhỏ và nhọn, dáng sắc như lưỡi kiếm. Cuộc sống vợ chồng không bền lâu, mũi thon gọn là mơ ước của nhiều người, nhưng nếu mũi quá nhỏ và gọn, không hài hòa với tổng thể gương mặt thì là đặc điểm nhận dạng không mấy cát tường. Tuy phụ nữ này bề ngoài khá ưa nhìn, dễ được lòng người, tính cách dễ ưa, nhưng thực ra rất dễ chịu ảnh hưởng của bên ngoài. Nếu không biết giữ mình, họ sẽ rơi vào cạm bẫy, bị tha hóa bởi đồng tiền, nhưng khó lòng thay đổi vì quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới cái tôi cá nhân. Những người như vậy e rằng khó lòng biết đồng cam cộng khổ, chia sẻ với chồng khi xa cơ lỡ vận. 3. Môi trái phải không đều. Cô gái nào mà nhìn trực diện nửa bên trái môi dài, nửa bên phải môi mỏng, hoặc cũng có thể do khuôn mặt bị lệch cộng với đôi môi chưa đủ hoàn hảo, khiến người khác nhìn vào thấy môi hai bên trái phải không đều nhau. Theo tử vi phong thủy nhận định là người thuộc tuyếp lẳng lơ, người xưa cho rằng phụ nữ có tướng mạo kiểu này dễ nảy sinh quan hệ ngoài luồng với người khác giới, khiến hôn nhân cơm không lành, canh chẳng ngọt. Người nam cần chú ý khéo léo để ngọn lửa hôn nhân luôn mặn nồng và đủ hấp dẫn vợ mình trên nhiều phương diện. 4. Phụ nữ có mắt cáo. Mắt cáo là dạng mắt có phần đầu rất thấp, khóe mắt tròn, đôi mắt hơi xếch một chút. Phụ nữ có đôi mắt kiểu này thường rất cuốn hút người khác phái. Ưu điểm của họ là chung thủy trong tình yêu nhưng đôi khi ghen tuông quá đà. Phụ nữ mắt rắn, mắt nhiều lòng trắng, mắt có vằn đỏ, đều và có nét tướng sát phu. Quá phụ từ rất sớm, phụ nữ mắt tam giác thường hung bạo, tàn ác, vô tình, vô nghĩa, lật lọc, cháo trở, khó được người khác tín nhiệm. Người nam ngay từ khi đang yêu và sau khi kết hôn thường xuyên bị vợ hoặc bị người yêu quản lý quá chặt chẽ, thiếu đi không gian riêng, nên hôn nhân dễ rơi vào tình trạng ngột ngạt, bức bối vì không có tiếng nói chung và thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. 5. Gian môn có vết sẹo hoặc có nốt ruồi. Gian môn là vùng kéo dài từ sau đôi mắt sang hai bên. Trong tử vi phong thủy, đây được gọi là cung phu thê. Cung này phản kháng tình trạng hôn nhân, trạng thái và biến động tình cảm của chủ nhân. Nếu người phụ nữ có nốt ruồi nâu đen sau đôi mắt hoặc có sẹo, vết hằn ngang rất sâu ở cung phu thê thì được nhận định là người có đời sống tình cảm phức tạp. Hôn nhân của họ không mấy thuận lợi vì bị kẻ thứ ba xen vào, dễ ngoại tình sa ngã vì những nguyên nhân khách quan. 6. Xương gò má cao bất thường. Phụ nữ có xương gò má đầy lên hơi cao so với bình thường, hoặc là nhìn nghiêng cảm giác như xương gò má gần sát với tai là tướng không cắt trường trong tử vi.
Phụ nữ có xương gò má đầy lên hơi cao so với bình thường hoặc nhìn nghiêng cảm giác như xương gò má gần sát với tai là tướng không cát tường trong tử vi phong thủy. Người xưa cho rằng phụ nữ có tướng này dễ là người hung bạo, gian ngoan, chỉ vì tư lợi bản thân mà sẵn sàng hãm hại kẻ khác, thậm chí là người bạn đời thân tín. Kết giao với tiếp người này nên cẩn thận đề phòng bị lâm sau lưng. 7. Hàm răng khấp khểnh không đều. Cái răng cái tóc là góc con người, nữ giới có hàm răng nhấp nhô, răng nanh quá nhọn, răng cửa xấu xí, răng hàm xô lệch. Trong tử vi, phong bì liệt vào hàng phụ nữ có tướng xấu. Xấu ở chỗ kiểu phụ nữ này rất hay đặt điều dèm pha, làm việc thiếu trung thực, không đi lên bằng năng lực mà dựa vào những thủ đoạn xấu xa. Người này có thể giỏi che giấu bản thân, đánh lừa nam giới, nhất thời khiến người đó mê muội. Nhưng khi bị nhận ra chân tướng thì dễ bị rũ bỏ, không thương tiếc nếu không biết hối cải. 8. Lông mày bị đứt đoạn hoặc cách xa nhau, mừng giận thất thường. Tướng lông mày bên đậm bên nhạt và bị đứt đoạn bị người xưa coi là tướng xấu. Phụ nữ có lông mày kiểu này bị nhận định là tuýp người thiếu chủ kiến, làm việc thiếu kiên trì, bị lụy trong tình yêu, tính tình thất thường, sớm nắng chiều mưa. Họ sẽ khiến nam giới khổ, mệt mỏi và vô tình khiến hôn nhân rạn nứt vì những lý do không đáng có. Mặt khác, lông mày của người bình thường vốn không mấy khi cách xa nhau quá hai ngón tay khi xếp khít lại cạnh nhau. Nếu người phụ nữ có lông mày vừa cách nhau quá xa, lại có phần đuôi cụp xuống thành hình chữ bát là tuýp người dân gian, nhận định là quá đam mê vật chất, giao du không chọn lọc. Họ thuộc tuýp người phụ nữ nhẹ dạ, cả tin, dễ chuốc họa tiền tài cho gia đình. Sau khi yên bề gia thất vì chọn trao gửi niềm tin nhầm chỗ, dễ bị lừa gạt, nam giới chọn người này làm vợ, cần thận trọng trong chuyện tiền nong và nên giúp đỡ vợ trong việc chọn bạn mà chơi. 9. Mũi gãy, sống mũi gồ ghề. Người phụ nữ có mũi gồ ghề, sống mũi không thẳng, thường tính tình mạnh mẽ, không biết nhường nhịn, hiếu thắng. Vợ chồng trong nhà chính vì thế mà khó lòng nhường nhịn, bảo ban nhau để giữ gìn hạnh phúc. Tuyết phụ nữ này trong quan niệm tử vi phong thủy xưa cho rằng họ quá cố chấp luôn khiến người bạn đời mệt mỏi vì khó lòng thỏa hiệp được. Kể cả khi kinh tế đầy đủ, hôn nhân cũng khó lòng ấm êm. 10. Xương quay hàm nhô về phía sau tai, ích kỷ, tư lợi. Nhìn thấy xương quay hàm từ phía sau, tức là nhìn từ phía trước sẽ thấy xương quay hàm bệnh ra hai bên, hoặc là nhìn từ phía mặt bên sẽ thấy xương quay hàm nhọn và nhô về phía sau tai. Phụ nữ có tướng mặt như vậy chắc chắn không phải là người tốt, họ rất nham hiểm, xảo trá, thích gây chuyện thị phi, thích làm các mối quan hệ xã giao trở nên căng thẳng. Họ so bì tính toán thiệt hơn với người khác, thường cảm thấy người khác làm điều không phải với mình, chẳng qua là mình không thèm trả thù mà thôi. Quý vị thân mến, việc dựa vào nhân tướng học để suy đoán vận mệnh, tính cách hay số phận của một người phụ nữ mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên là các kinh nghiệm mà ông bà ta đã đúc kết từ nhiều đời trước, kết hợp với sự quan sát của các chuyên gia tử vi thời nay. Tuy nhiên tốt gỗ hơn tốt nước sơn, vậy nên nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá một người thì rất phiến diện và không công bằng với người đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hãy bấm thích phải đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.